quý vị và các bạn, năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 86,03 nghìn tỷ đồng, giá trị GDP bình quân đầu người tăng lên 113,4 triệu đồng một người. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 14,2%, cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, cao thứ 3 toàn quốc và cũng là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên. Bình quân mỗi năm có từ 16 đến 17.000 lao động có việc làm. Sau 25 năm tái lập, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đi đầu trong công tác hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, từ đó góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Từ năm 1997 đến năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 525.000 lao động, cả lao động trong nước và lao động có thời hạn ở nước ngoài. Vĩnh Phúc được biết đến là một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô, cơ cấu và chất lượng. Năm 1997, chỉ có 91 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn 57 tỷ đồng. Nhưng ước đến hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 13.000 doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc có hàng vạn lao động được giải quyết việc làm. Bằng việc ban hành hàng loạt các chủ trương, chính sách nhằm phát triển dạy nghề và tăng cường giải quyết việc làm ở cả khu vực nông thôn và thành thị, tỉnh đã giao cho các ngành chức năng liên tục mở các lớp đào tạo nghề nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Để mà tập trung phát triển kinh tế xã hội thì tỉnh, ủy ban, tỉnh, hội đồng tỉnh đặc biệt quan tâm. Thì đây là một trong những nội dung đột phá được xác định trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tức là tập trung về đào tạo và dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, trong đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 36 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 7 trường cao đẳng, 20 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm tư thục. Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo ra một khối lượng lớn các lao động có tay nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Trong hơn 20 năm qua, trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực. Mỗi năm, cung ứng cho thị trường lao động trên 1.000 lao động kỹ thuật, góp phần làm tốt công tác phân luồng sau trung học và đáp ứng yêu cầu lao động kỹ thuật cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo cái nguồn nhân lực có kỹ thuật cho tỉnh nhà. Thì bám sát cái chủ trương của tỉnh, những nghị quyết của tỉnh đảng bộ thì chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển của nhà trường với mục tiêu là đến năm 2025 thì nhà trường chúng tôi sẽ trở thành một trong 70 trường cao đẳng chất lượng cao trong cả nước. Hiện nay, với mục tiêu đi trước một bước trong việc đào tạo những chuyên ngành mà thị trường có nhu cầu lớn và có cơ hội tìm việc cho các học viên, trường là địa chỉ tin cậy của nhiều học sinh sau tốt nghiệp phổ thông. Em được biết là trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc là một trường đào tạo nghề đứng đầu của tỉnh. Ở đây em được học với các chuyên ngành rất là sát với lại thực tế, với trang thiết bị hiện đại, dụng cụ học tập thì đầy đủ để phục vụ bọn em học về chuyên ngành. Với việc không ngừng thay đổi giáo trình nhằm bắt kịp xu thế, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh. Số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định đạt cao và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao. Được thụ hưởng những cái chính sách về giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua, chúng tôi đánh giá khá là tốt về cái sự thay đổi, đổi mới trong cái công tác giáo dục đào tạo nghề. Ở đây bao gồm cả những cái đổi mới về cái chỉ đạo, đường lối chỉ đạo và cái chủ trương chính sách của tỉnh, cũng như là cái đổi mới của các cái nhà trường, các cái cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi đánh giá cao cái sự vào cuộc một cách chủ động của các cái lãnh đạo của nhà trường, từ ban giám hiệu đến các thầy cô, đến các khoa chuyên ngành, bộ môn, các thầy cô rất là chủ động kết nối với doanh nghiệp và chủ động lắng nghe những cái ý kiến đề xuất của doanh nghiệp để cải thiện cái chương trình giáo trình đào tạo của mình cho nó phù hợp hơn với thực tế. Tôi được học ở trường đào tạo nghề Vĩnh Phúc từ năm 2003 đến năm 2005. Tức là trong quá trình đào tạo ở đó thì
Đến hiện tại công việc mà tôi đang tiếp nhận ở công ty VAC thì đó là một cái kinh nghiệm rất là quý giá. Tôi xin cảm ơn các thầy giáo ở trường đào tạo nghề Vĩnh Phúc đã đào tạo tôi để có một cái cơ hội và có một cái công việc được như hiện nay. Công tác giải quyết việc làm được tỉnh đặc biệt quan tâm. Sàn giao dịch việc làm của tỉnh tổ chức 2 phiên một tháng và các phiên lưu động tại các huyện. Ngoài ra, việc hình thành các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm của các cơ sở dạy nghề và các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết về thị trường lao động và mở ra cho người lao động nhiều cơ hội việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Tỉnh ta đã đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động ở những khu vực dành đất cho phát triển công nghiệp. Đào tạo lao động nông thôn thì luôn luôn được quan tâm, bởi chúng ta đã biết là khi mà cái nền kinh tế phát triển, chúng ta phải dành đất để mà phát triển công nghiệp. Thì cái việc mà phải đào tạo nghề để cho người lao động mà bị mất đất thì hết sức quan trọng. Đây là vẫn là một cái mục tiêu chiến lược mà Vĩnh Phúc vẫn hướng tới trong giai đoạn tới, là một cân đối hài hòa giữa đào tạo nghề chung cho phục vụ cho cái việc phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời là cũng đào tạo cho cái khu vực nông nghiệp nông thôn. Cùng với đó, công tác truyền nghề và hỗ trợ đào tạo nghề tại các làng nghề truyền thống như nghề mộc, mây che đan, chế tác đá, nuôi sắn, sinh vật cảnh đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các lao động địa phương. Có công ăn việc làm ổn định, đời sống của người dân ngày một nâng cao là nền tảng và động lực để họ tin vào các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đó cũng chính là cái được không thể cân đo đong đếm khi Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong suốt những năm qua.